So what we're doing today, this is to commemorate the 25th anniversary of Little Saigon. And that will be coming up on June 17th. This commemorates 25 years since 1988. So we are surrounded by all of the photographs of all of the documents, the letters that were written, the newspaper articles, the signs. And this is to commemorate the event so everyone can come down and see the history behind all of the effort that came together to make this the very first Little Saigon in the whole world. Today I'd like to announce that to represent myself, Travis Allen, in the 72nd Assembly District, which is right here in Little Saigon, I am your state representative. Wow. We now have our very own Elizabeth Vo will be our in-community representative. Wow, so congratulations. Thank you so much. Dạ vâng, kính thưa quý vị, Bích Liên rất là vinh dự được ông dân biểu của tiểu bang California đón nhận Bích Liên là một người đại diện cho ông tại vùng Nam California, Lido Sài Gòn ngày hôm nay và trở đi. Thưa anh và thưa quý vị. Cảm ơn anh Trọng Thắng và kính chào quý khán giả của đài Việt Face TV. Và xin chào ông Trà Đức Chí. Dạ, chúng tôi xin kính chào anh Trọng Thắng cũng như là xin chào tất cả quý khán giả của đài Việt Face. Dạ vâng, được theo như Trọng Thắng được biết thì ngày hôm nay là một cái buổi lễ khởi đầu cho một cái tuần lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập của khu vực Little Sài Gòn. Thì thưa anh, một lần nữa xin phép mời anh chia sẻ cùng với quý khán giả trong cái buổi lễ đặc biệt này. Cảm ơn Trọng Thắng. Trước nhất là tôi xin cảm ơn anh và đài Việt Face TV đã bỏ công đến để tường trình cái buổi lễ quan trọng như thế này và cái sự theo dõi của quý khán giả. Thật ra cái danh xưng Little Sài Gòn không phải tự nhiên mà có, mà nó là cả một cái quá trình đấu tranh của thế hệ đi trước. Trong những năm tháng đó thì cá nhân tôi may mắn đã có mặt tại quận Cam và chúng tôi đã hiểu rằng có nhiều thế lực thời đó muốn đặt cái khu phố này là Asian Town chứ không phải là Little Sài Gòn. Và quý vị chú bác đi trước đã thành lập ra một cái ủy ban phát triển khu vực Little Sài Gòn và đã cuối cùng vận động để giữ gìn cái danh xưng Little Sài Gòn cho đến ngày hôm nay. Và đã 25 năm qua, tức là 1/4 thế kỷ thưa anh, danh xưng này đã tồn tại trong lòng của bất cứ một người Việt nào, không phải chỉ riêng ở quận Cam ở nước Mỹ mà khắp nơi trên toàn thế giới. Trong tương lai mà thành phố Westminster là nơi mà phải gọi là sản sinh ra khu vực Little Sài Gòn, có những cái kế hoạch gì trong tương lai để có thể tạo nên một cái hình dáng mà mọi du khách tới đây đều có cảm giác giống như là chúng ta trở về thành phố Sài Gòn trước những năm 1975, thưa anh. Dạ, thưa anh Trọng Thắng, thưa tất cả quý vị, nếu mà quý vị mà quan tâm và để ý tới khu vực Little Sài Gòn thì quý vị cũng thấy được là trong thời gian vừa qua chúng ta có rất là nhiều những thương vụ đã và đang tiếp tục phát triển tại khu vực Little Sài Gòn và hội đồng thành phố Westminster, cũng như là chính sách của thành phố Westminster lúc nào cũng tạo sự dễ dàng và thuận lợi để cho các thương vụ phát triển. Và cách đây mấy năm thì thành phố Westminster đã tiếp tục để mà có những cái dự án và đã chuẩn thuận những cái dự án ở cái khu đường Bishop và Moran để tạo cái sự dễ dàng cho các thương vụ có thể phát triển một cách là thuận tiện hơn nữa. Và chúng tôi thiết nghĩ rằng trong những ngày tới thì thành phố Westminster luôn ủng hộ khu vực Little Sài Gòn. Và có một cái điều nó rất là cảm động, 25 năm trước thì cá nhân chúng tôi vẫn còn ở lại Việt Nam. 25 năm trước thì chúng tôi mới bước vào lớp 10 mà thôi. Và chúng tôi đến Mỹ vào năm 1992 thì phải nói là rất là vinh dự là 25 năm sau thì chúng tôi đã có may mắn được sự yêu mến của cộng đồng, yêu mến của quý cư dân để trở thành một cái người phục vụ cho cư dân tại thành phố Westminster. Vào cái khoảng năm 85-86 đó thì cộng đồng Việt Nam, tập thể người Việt tị nạn mới sang đây được hơn 10 năm, có thể gọi là một cái tập thể trẻ đối với những cộng đồng khác, người Hoa, người Đại Hàn, thì mình cũng muốn có một cái sắc thái riêng. Nhưng mà cái sức tranh đấu của mình lúc bây giờ nó chưa hợp nhất thì mới thành lập một cái ủy ban gọi là ủy ban tranh đấu để thành lập Little Sài Gòn. Là vì người Hoa thì muốn rằng lập một cái khu vực của người Hoa, thì người ta đã tranh đấu được cái tên Asian Village với Asian Garden rồi,
thì mình vội vàng mình đòi cái tên cái gì có vẻ Việt Nam. Nếu mà gọi là Việt Nam thì nó có thể gọi là khó khăn, nếu mà gọi là Hà Nội thì Việt Cộng nó lại bảo là cái này của nó không phải của mình. Thế thành ra chúng tôi mới lấy cái tên Lý Tân Sài Gòn, là vì Việt Cộng không thể nào nhận là cái này là của họ, là vì họ đã đổi cái tên Sài Gòn ra cái tên gì đó mà ai cũng biết rồi đấy, mà tôi cũng muốn nhắc lại. Vâng. Thế thành ra rất khó khăn mới đi đến cái mục đích là được thống đốc Đức Mê Giang xuống đúng cái chỗ này vào hôm 17 tháng 6 năm 88 để mở cái màn Little Sài Gòn Dedicated, mà tôi được cái hân hạnh là anh em cử đại diện ra để rồi cùng với ông thống đốc mở cái màn đấy. Dạ vâng. Thì tôi rất lấy làm sung sướng được đại diện cho mấy triệu người Việt Nam để mà khai sinh ra cái thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn. Vâng, đây là một trong tấm hình của một cái giai đoạn rất quan trọng cho Little Sài Gòn. Đây là hai ngày trước khi mà chính thức được ông thống đốc giao cho cái bảng Little Sài Gòn Next Exit ở trên xa lộ. Thấy chưa? Cái vấn đề quan trọng ấy là mình có thể gọi Little Sài Gòn tự ý mình, nhưng mà nếu mà không có một cái sự chấp nhận chính thức thì nó không có cái giá trị để cho người ta nói tới. Và đấy là một cái công không phải của một người hay 10 người hay 20 người, mà cả cộng đồng chúng ta hồi đó rất sốt sắng trong cái vấn đề mà cần có một cái tên. Và cái tên này ấy, đừng quên rằng là nó đã thành ra một cái biểu tượng của chúng ta ở hải ngoại, và nó được gọi là thủ đô của người tị nạn. Cái đó mới là cái quan trọng. Và không ai bảo ai mà cũng đều chấp nhận như thế. Và Little Sài Gòn trở thành ra một cái danh từ mà người địa phương, nghĩa là người Mỹ hoặc các sắc dân khác sống ở đây đều nhìn chúng ta một cách nghĩa là kính trọng, vì chúng ta đã thành công trong cái vấn đề mà có một cái địa danh. Thưa cái danh xưng Little Sài Gòn nó đã trải qua cái thời gian là cũng 25 năm rồi, nhưng mà thật ra là nó đã manh nha từ cái giai đoạn đầu là khoảng 27 năm. Lúc đó người tị nạn ở đây cũng đã khá đông tụ về đây, và báo chí cũng như truyền thanh của ngoại quốc hay phỏng vấn thì nhiều người phát biểu nó không có chính xác. Thì anh em chúng tôi buổi đầu đó với thành lập một cái ủy ban vận động danh xưng Little Sài Gòn, đó là khởi đầu. Khi mà ông thống đốc Jameson về các cái băng khánh thành cái bản Little Sài Gòn ở trên Freeway 22 và 405 thì lúc đó cộng đồng rất là đông, cả nghìn người mới bầu cái ủy ban nên là ủy ban phát triển Little Sài Gòn. Nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là vận động danh xưng Little Sài Gòn, và giai đoạn thứ hai là ủy ban phát triển Little Sài Gòn. Trong suốt một thời gian đó nó có những khó khăn từ buổi đầu, từ sự chống đối, từ sự những cái địa phương người ta không thích cái cộng đồng mới. Thì lúc đầu người ta không chịu là cho cái chữ Little Sài Gòn, vì người ta nói chính quyền không có cái đủ tiền mà để quảng cáo cho một cái khu thương mại, ngay cả những cái khu lớn cũng chưa chắc là được nữa, không chi là mấy cái cộng đồng non trẻ như chúng ta. Nhưng với sự vận động của đồng bào, với sự của chính quyền địa phương, như cái bà dân biểu của đơn vị này đó, bà Lan đó, bà cũng vận động, chúng tôi vận động gần có 20 dân biểu nghị sĩ tiểu bang và liên bang ký tên vào và support cho cái chương trình mà để lấy cái danh xưng Little Sài Gòn. Thì sau đó chính quyền đã kêu trăng, đã chấp nhận. Lúc đầu thì người ta nói là không có dư tiền để mà quảng cáo cho khu thương mại, nhưng mà sau đó thì với chúng tôi hội nhập không những thương mại mà hội nhập văn hóa vào, vì người Mỹ khi nào có văn hóa hội nhập của thiểu số vào thì họ thích. Nên chúng tôi kèm vào những ngày lễ Tết, những ngày lễ Quang Trung, những ngày hội chợ, từ đó người ta mới chấp nhận cái tên này. Năm 1986, tôi là chủ tịch phòng thương mại của vùng này.
Và khi nhậm chức chủ tịch một thương mại thì anh em có ngỏ ý với tôi rằng là có lẽ mình phải làm cái gì, vì chúng ta cái sự khiêm tốn cố hữu của người Việt Nam là lúc nào cũng chủ hòa. Thế nhưng mà đến cái lúc mà người ở đây họ làm quá, tức là họ muốn đổi cái này thành ra một cái tên Chinatown chẳng hạn. Quý vị thấy lần trước Phú Đồng Thọ là có cái chữ China Village rồi đó. Yeah. Quý vị Asian Village, quý vị thấy rõ ràng. Thế thì đấy là những cái chứng tích để chứng tỏ là họ muốn một cái nhóm thương gia họ muốn đổi cái này thành ra Chinatown. Cái điều làm chúng tôi lo nghĩ và rất là xấu hổ, nếu tự hậu 1000 năm về sau này, nếu con cháu chúng ta nó nhìn thấy đây, nó bảo cha anh, tổ tiên ông bà đã xây dựng Little Sài Gòn này, nhưng mà tên nó là Little Sài Gòn, nhưng mà nội dung nó để làm một cái chợ tàu hay là một cái Chinatown, thì cái điều đó chúng tôi không thể nào yên lòng được, vì con cháu chúng ta sẽ trách móc chúng ta. Thế thì họ đâu có hiểu rằng phàm tất cả những tổ tiên ông bà mình lập nước giữ nước khó ghê lắm. Chúng tôi có được cái Little Sài Gòn này hiện diện, nhưng mà giữ được nó cái tên Little Sài Gòn cho nó pure, cho nó pure là Little Sài Gòn không phải dễ. Đây là một cái dữ kiện khác nữa. Cái dữ kiện này nó nằm tháng 5, mùng 5 tháng 8 2006 là cái lúc mà ông thống đốc Arnold Schwarzenegger ông ấy vinh danh cái cờ vàng ba sọc đỏ. Thì quý vị thấy đó là cái dữ kiện của năm 2006. Đây nó là cái Little Sài Gòn Expand to Cargo City. Cái này nó nằm trên cái đường, tôi không lận, mà trên đường Brooklyn. Thì lúc bây giờ tôi đi công tác xa thì cụ Mô, tôi cử cụ Mô với anh Tiến, với tôi nhờ cô Kiều Trinh, với ông cụ này là một cái ông cụ chết rồi, ông ấy trên dưới 100 tuổi, được gọi là cao niên nhất. Yeah. Tại vì quý vị thấy hai cụ này đều có bộ râu đẹp hết á. Mà mình là mình kính trọng đắc lão tắc trọng lão đắc thọ, kính lão đắc thọ, cho nên mình phải cần cái bộ râu của các vị này. So a little bit of history. This is Little Saigon because in 1975, when everyone left, this was one of the primary destinations. John Wayne brought many Vietnamese refugees right here to Orange County, right. And they settled in Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, and this became their home. Now they came with no money. They worked hard, they put their children through school, they educated themselves and worked very hard. We now have 5,000 businesses here in Little Saigon, and it is extremely successful. Now there's more to come, and what we'd like to do today is to commemorate all of the hard work that's gone before us, and also to rededicate ourselves to make sure that we can make this Little Saigon continue to be the largest in the world and the very best in the world. And the way that we're planning on doing this, if I may, is we're trying to increase all of our business presence here. We want to make sure we have many historic buildings here with beautiful architecture. We have some of the very best food in the world as well. Yes. And we want to broadcast this message to a larger audience so everyone knows around the world, not just around California, but around the world, to come here to Little Saigon, have a bowl of pho, and come and see our hospitality. I represent the largest Vietnamese area outside of Vietnam. So we will always be the biggest. We think that when there's more Little Saigons all throughout the country, it only makes our community stronger. It shows the United States, California, and the rest of the world that the Vietnamese people are successful. They are hardworking, they give back to their communities, and they really have pursued and achieved the American dream.